Yup, yup. Sao? Thấy vui không? Vui con mẹ gì mà vui. Vậy để tôi kiếm gái cho ông nha. Em, để đây. Chị em hả? Để đây, ngồi với bạn anh một tí. Dạ. Anh đợi em chút nha. Em lên nhảy bài này xong rồi em xuống tiếp anh. Nhảy cái gì mà nhảy? Em ở lại đây chơi đi. Không được anh, em không nhảy ông chủ đuổi em đó. Vậy một lát em quay lại nha. Như vậy mà ông vẫn chưa vui à? Ngồi với ông chán quá. Tôi ra ngoài chơi à? Đi đi. Mệt quá. Thứ gì mẹ? Nhóc, đặt chị ly gì mạnh mạnh coi. Dạ. Anh, sao ngồi mình buồn quá vậy? Để thử, em mời anh một ly, xả xui coi. Sao xui vậy bà chị? Thì cái thằng quỷ khách mà áo đỏ bên kia kìa, ổng biết phê thuốc hay gì là rách váy chị, bực bội dễ sợ. Anh, uống đi. Uống đi, chơi vui, làm gì mà phải buồn dữ vậy. Nè, ly của anh tính tiền cho chị nha. Dạ. Chơi vui đi anh. Ở lại đây chơi với anh. Thôi, mời anh một ly như vậy là sạch túi rồi. Bây giờ phải đi kiếm cơm. Ở lại đây chơi với anh. Anh sẽ đợi em nguyên đêm nay. Được. Đây rồi, mèo con. Đi đâu vậy? Nãy giờ anh tìm em quá trời. Anh, lâu quá không gặp. Gặp rồi, qua đây với anh chơi. Ê, tôi đặt cọc cô này trước rồi nha. Mày nói gì vậy mày? Mày có nhiều tiền, bóng rồi hết tao coi. Vô đây đủ chưa? Trời ơi, mày tưởng mày ngon hả mày? Em, anh bao em nguyên đêm luôn, chi cho em 20 chai, em chịu không? Đi em. Đừng có đánh nữa. Thôi mà, đừng có đánh nữa. Đừng phá quán hả mày? Trời chết, đánh chết mày đó. Trời trời mày, đúng chứ. Chết rồi mày, chỗ này. Chỗ này. Cảnh cáo mày nha mày. Lần sau mà tới phá quán nữa, đừng trách tụi tao. Mày chơi như mày. Đi cho mày. Sao tới nữa, cắt cổ à. Thằng nào? Cái gì vậy? Thằng nào vô? Ở xuống vô. Tao xử hết đó. Cái gì vậy? Trời vô. Ê. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Từ từ có chuyện gì với nhau. Bỏ súng xuống. Mày bỏ súng xuống. Tao là công an mày cũng dám xử à? Mày nghĩ chỉ có mình mày có súng sao? Bỏ súng xuống. Quay hả? Chào vô. Quay hả mày? Thôi. Đánh như đây đủ rồi. Mày chết rắc rối lắm. Lục lọi xem. Còn nói là thằng nào mày dám xin được công an? Dạ. Đó là công an thiệt anh ơi. Phan Cao Tùng, phó phòng cảnh sát hình sự. Ai bấm chuông vậy trời?
Anh không biết anh có nhớ em không? Em là Tiên nè. Tiên nào? Tiên hồi tối hôm qua mình có ngồi chung với nhau đó. Bộ anh quên em rồi hả? À, là cô hả? Em xin lỗi chuyện tối qua. Mấy ông khách đó vì sai xỉn quá, người ta đánh anh hả? Có đau lắm không anh? Hả? Xin lỗi xin lỗi. Em muốn can lắm mà không được. Thiệt ai nấy ghê. Em có mua ít quà để qua thăm anh nè. Em vô gọt trái cây cho anh ăn rồi chăm sóc cho anh luôn ha. Xin lỗi, tại anh hơi chán đời nên nhà cửa hơi bề bộn một chút. Dạ. Bộ anh ở đây một mình đó hả? Không có. Anh ở với người mẹ với lại đứa con. Mà mấy bữa nay mẹ anh qua nhà bên dì rồi, cho nên là không có ở đây. Ủa vậy chứ vợ anh đâu? Bộ chết rồi hả? Cũng gần như vậy. Nó đi theo thằng khác rồi. Em uống nước đi. Vậy là chắc bà nghĩ lương cán bộ của anh không đủ để nuôi vợ con rồi. Chắc vậy. Tội nghiệp anh ghê á. Vợ bỏ đi trong lúc con còn nhỏ, mẹ thì già như ngọn đèn dầu trước gió gì đó. Hay là để em tới đùm bọc, giá díu vết thương lòng, coi như an ủi cuộc đời anh nha. Nhưng mà... Nhưng gì? Tại sao lại nhưng? Em thương anh mà. Chẳng lẽ anh thấy em không xứng hả? Rồi đã đứng ôm nhau suốt vậy hả? Chứ sao nữa. Thằng cha này cô đơn lâu ngày lắm rồi mấy anh ơi. Gặp em mới giống như là mèo thấy mỡ gì đó, cứ sáp vô miết à. Tốt lắm. Vậy thì anh sẽ giao nhiệm vụ này cho em phụ trách. Em không cần phải đi làm gì cả. Mỗi tháng em sẽ được nhận lương gấp đôi. Anh nói thiệt á hả? Thiệt. Anh nói xạo em bao giờ. Anh muốn nó về làm việc cho anh. Coi như em làm cầu nối, miễn sao nó chịu vui vẻ hợp tác với thằng Lâm là được. Chuyện này coi bộ khó quá. Sao khó? Thôi được rồi, anh sẽ dụ nó mua tặng cho em một căn nhà để trả công cho em. Anh nói thiệt không? Chắc vẫn chờ với em chứ gì. Quân tử nhất ngôn mà, như đinh đóng cột. Em yên tâm đi, cả hai tụi anh đều hứa. Em chịu không? Nếu như nó không mua thì anh sẽ mua tặng cho em một căn nhà. Thôi được rồi, coi như vì sự nghiệp của hai anh, em hy sinh bản thân mình vậy. Anh thích em rồi đó nha. Cố gắng dụ nó ha. Rồi cho anh một cái hẹn, anh muốn sớm gặp nó. Nhưng cũng phải coi người ta có muốn ra chơi với hai anh không đó nha. Đương nhiên là thích rồi. Còn nếu như mà nó không thích á, thì em phải làm sao cho nó thích. Anh tin vào tài nghệ của em. Nói chung chỉ cần tiền của mấy anh không có giới hạn thì Hoàng Quang cũng bán chân tình. Em đi đây. Mai Phước là con nhỏ đó đi liền, chứ nó mà ngồi đi thêm chút nữa chắc là em phải đi uống bia. Chứ không hả, em sẽ bị phỏng mắt và chảy máu cam. Thôi nói chuyện nghiêm túc nè. Mày nghĩ thằng đó ok không? Tôi không biết tính tình của nó như thế nào nữa, nhưng mà với vị trí của nó rất ổn cho anh em mình. Mày nói nó làm trong đội phòng chống ma túy hả? Đúng vậy. Tôi đã cho người đi điều tra rồi. Nghe gia cảnh nó cũng tội nghiệp. Thì hoàn cảnh khó khăn mình mới dụ được chứ. Quan trọng là tiếp theo sẽ sống như thế nào đây.
Nếu nó chịu làm cho mình thì tốt rồi, mà nếu lỡ nó đòi ăn chia nhiều quá thì sao mày? Không có đâu, cho dù nó ăn gan hùm nó cũng không dám làm như vậy. Nó không sợ tôi tố nó sao? Xưa nay chú mày giỏi mưu tính hơn anh mà. Ráng liệu cơm gấp mắm sao đi, miễn mọi chuyện chu toàn là được. Yên tâm đồng anh ơi, cái gì mà lo lắng quá vậy? Lo nhiều mau già lắm đó, để tôi tính cho. Sau chuyện này á, có nghĩa là nó làm dưới trướng của mình hả? Đúng vậy, anh em mình cần phải có một bùa hộ mạng. Làm cách nào mà tụi nó có thể làm sạch mấy trăm ngàn đô la trong một thời gian ngắn được? Theo em được biết thì đầu vô của bọn chúng tức là rửa tiền bẩn thành sạch, bằng cách bọn chúng sẽ đưa hết số tiền bẩn đó vào một công ty cho nó kinh doanh. Sau đó chúng chia cho công ty đó chừng 3-5% tiền hoa hồng, coi như là công rửa. Số tiền còn lại được gọi là tiền lời sau bao nhiêu tháng kinh doanh, sẽ được chia lại cho các cổ đông, gọi là cổ tức, rồi người hùng vốn, hoặc có thể là người kêu bọn chúng rửa tiền chẳng hạn. Anh có hiểu gì không? Không. Em sẽ giải thích cho anh hiểu nha. Ví dụ như bà Hồng có 500.000 đô từ việc buôn bán ma túy, đương nhiên là bà sẽ không dám lấy ra xài, bởi vì bị công an để ý. Bà sẽ đưa hết số tiền đó cho ông Điền. Ông Điền đứng trên danh nghĩa một công ty lấy ra kinh doanh. Sau vài tháng, ông Điền sẽ tổ chức mua bán này nọ, lời lỗ không cần biết, sẽ đưa lại cho bà Hồng 500.000 đô gọi là tiền lời, có chứng từ đàng hoàng, đó là tiền sạch. Rồi bà sẽ chia ngược lại cho ông từ 3-5%, gọi là công rửa. Nhưng nếu ông kinh doanh thua lỗ thì sao? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Cho dù công ty của ông có lời hay lỗ, ông cũng chẳng bị gì hết. Làm sao có thể chứng minh đó là tiền lời của ông chứ? Có nhiều cách mà. Ví dụ như ông ký một hợp đồng mua lúa giá 200.000, nhưng mà ông kêu bán lời được 300-400.000, coi như là ông đã quá phép được 200-300.000 tiền lời. À, mặc dù ông có thể bán lỗ chẳng hạn. Dạ. Nếu ai là người may mắn được làm ăn với ông, chỉ việc gánh phần thuế thu nhập chênh lệch, coi như là đã mua được giá rẻ rồi, đúng không? Lại khó hiểu nữa. Nếu em đi mua lúa của ông Điền, ông sẽ biểu em ký một hợp đồng 400-500.000 một cục đó, nhưng mà thực chất là ông chỉ lấy có thể là 100-200.000 thôi. Chỉ cần em làm chứng từ hợp lệ cho ông thì coi như em lời quá rồi còn gì, đúng không? À, cái này hiểu nè. Phải chạy qua cảnh sát kinh tế thôi. Đó là thủ thuật rửa tiền. Nếu bọn chúng muốn chuyển tiền ra nước ngoài thì sao? Thì chúng thành lập một công ty ở đây, có chi nhánh ở nước ngoài, để bọn chúng chuyển tiền qua ngân hàng một cách chính thống. Ngoài ra thì còn nhiều cách khác nữa. Em nghĩ là anh phải đi tập huấn thêm nghiệp vụ kinh tế quá. Anh không ham, nhưng mà chắc anh phải đi học quá. Học thêm nghiệp vụ kinh tế và xóa mù thêm tin học nữa. Ủa, mà sao anh biết bà Hồng rửa tiền? Tin này có phải là từ nội gián của anh không? Dạ em xin lỗi, lẽ ra em không nên suy đoán lung tung. Em có biết không, mình có nội gián trong tổ chức của bọn chúng là chuyện tuyệt mật. Trước nay chỉ có một mình đã biết, bây giờ biết là người thứ hai. Nhớ bí mật nha, tuyệt đối không được cho ai biết. Có chuyện gì mà đâm chiêu vậy? Không có gì, chỉ là sắp kiểm tra đột xuất thôi. Ngày nào? Chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Ok con dê, tao sẽ dọn dẹp sạch sẽ để đón tiếp. À nè, ở bar của ông có chứa thằng nào tên là Xua Đen và Cường Lửa không? Có gì không? Hai thằng này ở tù mới ra, đang bị theo dõi và quản chế của địa phương. Thì liên quan gì tới cái ba của tao? Hỏi cho biết thôi. Hai thằng đó ngày xưa là đàn em của ông Hùng. Sao cái giống gì tụi công an cũng biết hết trơn vậy? Dĩ nhiên, tay mắt khắp nơi mà. Công an còn biết trước những gì sắp xảy ra với ông trước khi ông biết nữa kìa.
Vậy thì công an có biết con Tiên nó đang làm ăn thua lỗ do đầu tư vô bất động sản gì đó không? Thì cũng tại cái chuyện đó mà tôi trăn trở mấy bữa nay nè. Nghĩ cũng tội. Nó làm tất cả những chuyện đó chỉ muốn khuếch trương thêm tài sản trong dưỡng già thôi mà. Tôi đã nói với nó bao nhiêu lần rồi mà nó không chịu nghe. Đầu tư vào bất động sản nhà cửa và vay lãi ngân hàng nữa, bị siết thì trắng tay. Người nhà của anh Cao làm sao ra nông nổi đó. Bây giờ phải trả tới 3-4 căn nhà kìa, còn có quá đáng không? Lúc trước được vay 3 triệu mà mày vẫn sắm được căn nhà 4 tấm cho nó. Nhờ bệnh ông thôi. Trước sau giờ vậy là anh em với nhau, tụi tao đâu để cho mày mất trắng như vậy. Nói thật, tôi rất ngại nhờ giả bên ông. Bánh ít đi thì bánh quy lại. Mày cũng đã giúp cho anh em tụi tao nhiều phi vụ mà. Khi nào có tin về chiến dịch, tôi sẽ nhắn tin bằng số SIM Campuchia cho ông. Đã làm chung với nhau thì anh phải tin em chứ. Tôi hỏi cậu nè, thư mục này chỉ có nội bộ mình truy cập được thôi. Tôi không xóa, cậu không xóa thì ai xóa? Trời ơi, em xóa thì được lợi lộc gì đâu. Bây giờ tôi muốn coi lại hồ sơ đó, phải làm sao đây? Hả? Vô đi. Dạ, anh kêu em. Coi lại cái này giùm anh coi. Sao tự nhiên mất dữ liệu nè? Dạ, để em xem. Đừng có mở thêm file nào hết, chỉ một file đó thôi. Anh yên tâm, em không có tò mò chuyện của anh làm gì. Càng ngày em thấy anh Tùng càng đa nghi hơn trước á. Làm gì có chứ. Để em coi đã. Mấy anh chỉ rớt màn lan thôi. Để em nói đọc gáp lại, để em kiểm tra. Vậy à, cái folder đó nằm trong ổ dữ liệu chung mà. Rồi, xong rồi. Cảm ơn cậu Luật. Có gì đâu, để em qua bên kỹ thuật nói họ qua lại chỉnh sửa đường truyền, chắc là không sao đâu. Vậy thôi em đi nha. Ok, cảm ơn cậu. Hồi nãy cậu nói lung tung cái gì đó hả? Cái gì mà đang nghi chứ gì nữa. Dạo này á, cái gì anh cũng kiêm photo lại rồi còn báo cáo nữa chứ. Thì anh phải nắm tình hình chứ. Anh đang có việc nhà cho nên mới nhờ cậu cập nhật thông tin giùm. Anh đang cố gắng phấn đấu lên chức trưởng phòng chứ gì. Lại ăn nói lung tung cái gì đó. Trời đất, thiên hạ đồn ầm lên ngoài kia kìa. Còn còn gì mà gặp gân. Người ta còn đồn á là anh có mèo nhí, giàu có lắm kìa. Trời đất, đứa nào ác mồm ác miệng vậy. Nè, cậu bắt gặp đứa nào đó cảnh cáo nó cho tôi. Dạ. Dạ thôi em đi nhanh. Ra ngoài đi. Dạ. Tao có tin là tao xô mày xuống hồ không? Tin. Mày có sao không? Không có đau. Sợ chết mẹ. Gì đâu mà sợ. Mày nhìn đi. Vậy mà sợ cái gì? Mày nhìn qua bển kìa. Ê, mày có thấy chuyện gì lạ không? Gì lạ? Mày nhìn nó đi, y chang như thằng Hùng luôn. Ừ, hình như vậy. Tụi bay có biết tại sao hôm nay tao kêu tụi bay tới đây không? Tại sao?
gì mấy cái chất bột dư thừa cặn bã đó chứ gì. Tôi bị suy nghĩ nông cạn quá vậy. Còn hơn như vậy nữa kìa. Nè, tôi nói cho ông biết nha, mặc dù ông đại diện cho ông Hùng và đang xài hàng nóng, thì cũng đừng bao giờ gọi tụi tôi là mày tao mi tớ nha. Đúng. Báo cho tụi mày biết, tao còn hơn thằng Trinh. Kể từ bây giờ, đừng bao giờ đem tên thằng Hùng ra khè trước mặt tao nghe chưa. Vậy thì thôi tụi này rút. Tụi này chỉ làm cho đại ca Hùng vì tình nghĩa năm xưa thôi. Ok, đi mày. Đứng lại. Tao với thằng Trương Hùng tâm tư tương thông, tóc cài tụi bay vào hàng ngũ của thằng Lâm, thì tao đợi một ngày có biết, tao sẽ đưa tụi bay vào thế chức của nó. Đó là kế hoạch. Còn chuyện tình nghĩa của tụi bay với thằng Hùng, tao sẽ trả sòng phẳng cho tụi bay. Nhưng bắt đầu kể từ bây giờ, tụi bay phải ngưng, không được ăn xén ăn bớt hàng nữa. Đừng làm chuyện nhỏ, chuẩn bị làm chuyện lớn kìa. Biết rồi. Ok, bình thường thôi. Giờ về được chưa? Tụi bay có thể đi rồi. Đi. Khoan đã. Hai đứa tụi bay nhớ là thằng Trương Hùng lúc nào cũng có thưởng có phạt. Tụi bay đừng làm cho thằng Trương Hùng thất vọng nha. Biết rồi, nói hoài. Bye ha. Đâm vô dụng nè, ám ảnh tới bây giờ. Thằng này hút thuốc như ông khói tàu vậy, phà phà vô mặt ngợp muốn chết à. Cứ hút thuốc hoài à. Có vậy mới vui chứ mày. Đời mà có gì đâu mà hờ hững hết cưng. Vui gì, lo làm đi. Lát tụi nó vô mà nó cần thiếu một xí thôi là kể như cuộc đời mày đai đó. Xong hết rồi, chờ mày nhắc à. Nè. Trời ơi, nay làm giỏi hơn tao ta. Vậy mà giỏi hả? Chưa đâu, còn nữa. Muốn chết hả? Tao quên. Thằng Dí mà nó thấy được là nó mét ông Lâm liền đó. Xin lỗi, xin lỗi. Camera không đó. Tao biết rồi. Còn mày sao? Sau này mày lấy nhiều quá vậy? Thì mỗi bịch hàng giao đi á, tao nhín lại một chút. Một hai ly đâu có ăn nhầm gì đâu, đúng không? Của tao nè. Tham lam mà có trái tim thỏ như mày á, không biết chừng nào mới làm giàu. Làm mót mấy cái vụn vụn mày ơi. Thôi, để một mình tao lo hết cho. Làm như mày hay lắm. Bây giờ mày dám cái với tao không? Gì? Trên 5,000 đó. Chắc không? 3,000. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Ê ê ê, mấy em, mấy em, cái gì từ từ, từ từ nói nghe. Dạ, yeah. Không có bán gì nữa. Đi, ê. Nè 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 nè, nó nghe nè. Quay lại nó nghe nè. Đấy. Coi hàng rồi thương lượng. Lên giá tí xíu đi. Nha. Gọi đi, không cần. Làm như chỉ có một mình nó mua hàng hay sao mà sợ. Mày, tao nói cho tụi mày biết, hàng cặn của tụi mày không ai mà thèm hút đâu. Nếu không có tao mua những thứ hàng của tụi mày về, chia thành những tép nhỏ, bán cho những con nghiện hết tiền, thì tao đố tụi mày bán hết đống hàng đó đó. Em lên tí xíu được không? Chắc giá 3,300. 3,300. 3,500. 3,500. Lên xíu đi. Thôi được,
mua màu bán đắt, không hơn không kém. Rồi, một tay trao hàng, một tay lấy tiền. Ok. Tiền trao cháu múc. Biên. Đây. Thầy đại ca ơi. Thầy đại ca ơi. Mày dám lén lấy hàng cô Hồn đi bán hả? Trời đất ơi, không có đâu. Hai đứa em đi mốt mấy cái cặn cặn bán kiếm tiền thêm, chứ đâu dám qua mặt anh Hùng đâu. Dạ, dạ đúng rồi đó anh. Anh ơi, anh về nói lại với anh Hùng là tụi này không dám làm lần sau nữa đâu anh. Được, tụi tao sẽ về nói với ông Hùng. Dạ cảm ơn đại ca. Dạ cảm ơn anh. Nhưng ông Hùng dặn để cảnh cáo tụi bay và cắt nhờ tụi bay đã nhớ mãi chuyện này. Anh ơi, anh ơi, anh ơi đừng. Anh ơi. Sao anh lại mạnh tay với thằng xuôi như vậy? Cái gì? Em không biết là nó vét hàng cặn của anh đi bán bỏ túi riêng hả? Em biết, nhưng đâu cần anh phải cắt nhượng nó. Vậy thì em muốn anh phải làm sao? Phải chặt hết hai chân nó, chừa lại hai cái tay để ngồi phá chế mà túi cho anh à? Nhưng nó đã từng là thuộc hạ, giàu sanh ra tử với anh không nhớ hay sao? Chính vì nó là thuộc hạ, chính vì nó đã từng giàu sanh ra tử với anh, cho nên mới chừa cái bọn chó của nó. Còn nếu không hả, anh sẽ cho nó và thằng Cường Lửa đi bán muối từ lâu rồi. Anh à, sao anh hà khắc quá vậy? Em nói anh khát máu cũng được, nhưng điều hành là phải như vậy đó. Có tội là phải trừng, không được bỏ qua. Như vậy mới răng đen được bọn trẻ. Em không ngờ là anh nhẫn tâm như vậy. Em à, bây giờ tình hình tay chân bộ hạ của mình như thế nào em cũng nắm rõ mà. Nhưng anh đã thay đổi quá nhiều. Em nghĩ chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài của anh thôi chứ, đang là con người của Trương Hùng đã thay đổi theo trí tài hồi nào em cũng không biết nữa. Em nói lẩm nhẩm gì đó. Em phải biết là bây giờ anh là người điều hành tất cả. Dù không ra mặt, em cũng biết là anh đã cực khổ biết bao nhiêu mới ngồi được vào cái ghế vững vàng như ngày hôm nay. Em biết. Cho nên anh sẽ không cho bất cứ kẻ nào chống đối anh mà còn sống sót. Phải, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đó là phương châm hành động của anh. Chỉ có em là người hiểu anh nhất. Còn cái chuyện thằng Lâm nuôi nội gián bên phòng chống ma túy ra sao rồi? Nó đang làm được tốt, không cần phải xí vô. Kệ nó đi. Từ ngày có thằng nội gián này, bên mình có thể ung dung tự tại từng đường đi nước bước mà không sợ gì hết. Phải. Kể cả những đợt truy quét gắt gao của công an mà chúng ta cũng dễ dàng trốn thoát, không tổn thất một chút nào. Anh Luật. Vương, đuổi theo. Có chuyện gì vậy? Thôi thằng truy nã. Nhanh lên, con này quá. Dừng lại không cho bán. Dừng lại.
tới rồi, nhanh lên. Dậy tay lên, đứng ngoài. Tại sao lại truy đuổi tôi? Anh là kẻ có hai lần truy nã, chắc là nhầm tôi dai rồi. Đừng. Nếu không phải, sao anh lại bỏ chạy? Làm gì có chuyện đó? Còn chạy nữa không? Tại sao cô làm gì? Anh cứ lo việc của mình đi. Anh phải cẩn thận đó, Cao Tùng là tay trong của thằng Lâm. Nó giấu đâu tao không thấy mày ơi. Mày kiếm ở dưới gầm nè. Kiếm ở đâu trên đó? Thằng Nhí nó hay giấu dưới này lắm. Kiếm đi. Không thấy mày ơi. Mày thọt cái tay sâu sâu vô. Thọt sâu dữ lắm rồi. Ở dưới này nè. Tao để ý tao thấy nó hay cất ở dưới đó lắm. Có rồi. Đó, thấy chưa? Có rồi. Đi. Có rồi. Đi cái gì? Đi, sao tao đi? Chờ tao chút đi. Ê, tao nghe nè. Gì? Mình làm vậy rồi thằng Nhí nó bị liên lụy sao? Sao mày lo có chuyện bao đồng quá. Xong xuôi công việc rồi á, tao với mày á xa chạy cao bay rồi. Còn ở đây kệ mẹ nó. Tao thấy tội nó quá mày ơi. Nó bắt thằng Nhí á, nó quýnh chết á. Thì kệ nó đi, ai biểu nó xuôi làm chi. Nói nghe nè, mày không sợ quả báo sao? Quả tạ tao còn chưa sợ nữa chứ đừng nói quả báo. Tại nó chứ ai. Tao đã cảnh báo với nó trước về thằng Lâm, thằng chủ của nó, mà tại nó không nghe. Bây giờ nó ráng nó chịu. Thôi mệt mày quá đi. Đó là hậu quả của nó, đừng có lo nữa. Ừ nha. Mày nói cũng đúng đó. Thôi bây giờ làm lẹ đi. Tao với mày chùn nè. Mày thấy không, bây giờ thằng Lâm á lôi thằng Nhí ra đánh như chó. Ê, không mang vậy đi. Tao mày ở lại làm cho thằng Hùng như cũ được không? Mày khùng hả? Ở lại đặng nó chặt luôn hai cái chân của mày hả? À, hay là mày còn mơ mộng là thằng Hùng nó sẽ nhường cái ghế thằng Lâm em của nó lại cho mày? Không có phải. Tao nói cho mày nghe nè, tao với mày làm vố này lớn quá, nó không tha cho tao với mày đâu. Yên tâm đi. Rồi nó chặt chân mày. Ủa mà mày còn chân đâu chặt? Tao sợ nó chặt chân tao rồi ai đẩy cho mày đi. Yên tâm, tao có viết thơ cho thằng Hùng. Cái gì? Mày viết thơ cho thằng Hùng hả? Mày có điên không? Phải, tao viết thơ cho thằng Hùng. Tao nói với nó là số hàng này coi như nó cho tụi mình, để bù lại ân tình mười mấy năm tụi mình đối với nó. Trời ơi. Xong rồi đường ai nấy đi, không phiền nó nữa. Trời ơi trời. Nó chặt chân mày mà mày dám viết thơ cho nó sao? Tao đang phân vân, không biết thằng nào ra lệnh chặt chân của tao. Tao không tin là thằng Hùng đối xử với anh em như vậy. Ý mày nghĩ là thằng Tài mượn danh thằng Hùng làm cái chuyện đó với mày phải không? Có thể, nhưng cũng có thể là thằng Hùng. Mày nói đúng. Tao thấy thằng Tài nó càng ngày càng giống thằng Hùng. Thì bởi vậy, tụi nó là anh em cùng chèo với nhau mà.
lôi gom đồ trốn đi. Còn chuyện gì ở đây kệ mẹ tụi nó. Ok, mày cầm đi. Lẹ lẹ, nhanh lên. Được rồi. Cầm luôn. Mệt không? Mệt mẹ gì mày ơi. Mày lo ngồi để nói hoài mệt quá. Kiếm chỗ nào nghỉ chút xíu đi. Đẩy có chút xíu này mà mệt gì. Mày cứ lo cái thân mày ngồi đó đi. Tao đẩy thì kệ tao. Nghĩ lại càng nghĩ càng tức. Tao không có ngờ nó chơi tao với mày như vậy. Thôi bỏ đi. Đã quyết định đi theo thằng Cường sói rồi á. Nhớ tao nói làm gì mất công tức. Tao hứa danh dự với mày luôn á. Tao sẽ đem tất cả tài năng pha ma túy của tao qua bên Cường sói. Tao nói thiệt thằng Hùng sẽ hối hận cho mày coi. Cứ bình tĩnh đi. Nó cắt gân chân của tao chứ có cắt gân chân của mày đâu mà nóng vậy. Mày khùng hả? Nó cắt mày với tao rồi thằng nào đẩy thằng nào. Mà thôi, giỡn chơi thôi. Tao nói nghe nè. Tao có hỏi bác sĩ rồi. Gân chân của mày á, người ta nói lại được. Được hả? Ừ. Nhưng nhiều tiền lắm. Mà lúc này tao với mày đâu có tiền đâu mà nói. Mày vậy đi. Tao thấy mày để cái giòn vậy mày ngồi có bộ đẹp hơn á. Nếu mày muốn sang hơn á, tao làm hai giò giả cho mày đứng lên thôi. Đặng mày khỏi đẩy đúng không? Biết mà còn hỏi. Thôi đi đi, để nó đi theo kịp là chết á. Đứng lại. Tha cho tụi tao con được sống đi. Tao cũng muốn tha cho tụi bay lắm. Nhưng ông Hùng dặn phải bắt tụi bay về chịu tội cho đàn em của ông. Tha cho tụi tao đi mà. Được lắm. Vậy thì tụi tao khỏi phải xử. Tại sao phải xử ông? Những thằng phản bội ông Hùng đều phải chết như vậy. Cậu chỉ vô tình chạy ngang qua đúng lúc nó tông ra. Đó chỉ là xui rủi thôi. Cậu đừng để nó bị ám ảnh. Thủ tục bên công an đã làm xong hết rồi. Tôi không liên can. Cảm ơn bà đã nói ông Trí Tài giúp tôi thoát vụ này. Đó là chuyện bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đâu. Nhưng tôi biết không phải cậu buồn vì chuyện đụng chết người. Tụi nó chết thảm lắm. Bà không biết được đâu. Là vì tụi nó giáp phản ông Hùng. Tôi biết. Tôi cũng biết tụi nó đã kề vai sát cánh với ông Hùng từ khi ông Hùng ra đời lập nghiệp. Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi. Nhưng ít ra họ còn để lại được cái danh đồng cam cộng khổ. Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Phải. Hổ chết để da, người chết để tiếng.
Vậy khi ông Hùng chết, ông sẽ để lại cái gì? Chỗ thân tình, tôi nhắc cho cậu nhớ, đừng bao giờ lặp lại câu nói đó nữa. Nếu để người khác nghe được, tới tai ông Hùng, cậu biết chuyện gì xảy ra mà. Tôi không quan tâm. Tôi đã cố gắng hết sức mình để có thể ngồi lên chiếc cao nhất, có thể làm việc trực tiếp với ông Hùng. Nhưng bây giờ thì... Tôi biết cậu sẽ thất vọng một chút, nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, tính khí ông Hùng rất thất thường. Nhất là ông rất ghét những ai nói xui rủi, trù dập ổng. Sự thật vẫn là sự thật. Anh nói với em hoài, bớt nói chuyện với đám thuộc hạ đi. Thì tại nó bị ám ảnh cái vụ kia, qua này cứ lóng ngóng vì chuyện tông người. Nó lớn rồi, có phải con nít đâu. Nhưng lại có bà con thân thuộc gì đâu mà lo cho nó dữ vậy. Dù sao nó cũng là lính của mình, ở trong nhà mình mà. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em chỉ lo cho một mình anh thôi. Bớt lo chuyện thiên hạ đi, phiền phức. Đi đâu đó? Vô đây có chuyện này vui lắm nè. Dạ. Thời gian qua nhanh thiệt. Mới đó mà 18 năm rồi. Dạ đúng, đã 18 năm rồi. Nhớ ngày nào em theo thằng Trương Hùng, mặt mày bầm dập, trông chui trông nhủi, ngóc đầu lên hoài không được. Nhưng mà mối tình đó đẹp gấp trăm gấp ngàn lần với ông Trí Tài bây giờ mà mọi người xung xoe ngưỡng mộ. Em nói sao vậy? Anh thấy anh bây giờ hơn ông Trương Hùng ngày xưa gấp trăm gấp ngàn lần. Anh không biết đâu, anh khác xa ông Hùng lắm. Tôi bỏ qua chuyện đó đi. Ngày mai em nói với tụi nhỏ tập trung tất cả hàng về cho đủ 500 bánh để giao cho tụi bên Đài Loan. Chứ vừa rồi mới bị bắt, bây giờ anh lại đi máy bay nữa hay sao? Không, kỳ này anh vận chuyển bằng đường thủy, tâm sự nhờ hết vô ông Vĩnh. Ai đó? Ai vậy? Mới thấy đêm mà. Là anh quá đa nghi, có ai đâu. Thôi vô nghỉ đi anh. Em nói không có ai mà. Xong rồi anh, bây giờ anh có thể xem được tất cả tập tin. Toàn bộ báo cáo của các phòng mạng liên kết cũng sẽ hiện ở đây. Anh có thể biết ai đã xem dữ liệu trong máy này không? Dạ được chứ, anh là cấp cao nhất của phòng, anh có thể quản lý việc ai xem gì, đọc gì trên máy của từng người. Để em làm thử cho anh xem. Anh cứ gõ lệnh vô đây. Đó, rồi gõ vô đây. Thí dụ bây giờ là em đi. Không không, ví dụ như cậu Tùng, mở lên coi cậu ta xem cái gì, đã xem được cái gì, có những tài liệu gì trong máy. Dạ. Sao kỳ vậy? Nếu đúng theo nguyên tắc thì cấp của anh Tùng không thể nào xem được những tài liệu này. Sao anh lại quan tâm tới chuyện mà không phải là công việc của mình chứ?
tay nghe không? Rồi, nè. Cẩn thận, cẩn thận. Để cái thùng này lên trên đi. Sao toàn mùi đàn bà không vậy? Thì chủ xe là phụ nữ mà, không lẽ mùi đàn ông mày? Tao nói với mày là để nhắc nhở mày đừng để cái mùi của mày trong xe của tao ha. Không thôi bà hỏi là tao không biết được trả lời đó. Mày khùng quá à. Ý tao nói là mùi nước hoa sang trọng đó. Mày mày nè, hàng đã đóng gói xong chưa mà cho dừng chuyển vậy? Không kịp đâu, bây giờ phải chuyển qua bên kia, bắt thằng Nhí qua đó chế biến tại chỗ. Nhưng mà mày không sợ tụi nó bắt cóc thằng Nhí rồi truy ra công thức sao? Ai mà biết. Bây giờ cứ tập kết hàng ở đây rồi chuyển qua bên kia. Ông Hào chỉ có nhiệm vụ giao qua cho ông Vĩnh, tao chất hàng lên xe, hết nhiệm vụ. Vậy là khỏe rồi. Rồi có được nghỉ dài hạn không? Không biết nữa. Coi cái tướng ngồi như thế này á, là chắc chắn đêm hôm qua là ăn chơi quá độ rồi nè. Ăn chơi gì? Chuyện tình của mày với lại Như Kiều sao rồi? Bình thường thôi. Bình thường là sao? Hình như tao đang để ý người khác rồi. Nhỏ nào xấu số gì cũng làm trong 35 luôn hả? Hình như yêu đơn phương sao mày ơi. Cho coi hình đi. Nè, đi đâu vậy? Anh kia, đây là phòng nữ mà. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Đi ra, nhanh lên. Anh buông ra. Anh say rồi, anh đi ra ngoài đi. Sai cái gì hả? Đã vô cái nghề này anh muốn gì vậy? Không phải chuyện của mày. Vô nghề này là cũng muốn dấn thân mà đúng không? Tiến à, anh say rồi, anh muốn làm bậy với chị đó. Mẹ nó, anh đừng nghĩ anh làm cho ai lý. Rồi muốn phá gì trong đây cũng được nha. Hả? Anh đừng có đánh nữa. Mày nói ai phá? Thôi mày nói ai phá? Dừng lại đi. Anh à, thôi. Anh à, Tiến à, chạy đi. Anh à, đừng có đánh nữa. Bài đạn của cô đúng không? Đúng không? Anh nói gì vậy? Đứng lại đó. Dừng tay lại đi. Thôi. Anh Minh, anh dừng tay lại đi. Anh đừng có như vậy nữa. Đúng anh vậy giết mà. Người ta chết hay sao? Đúng không? Ai cho mày? Mày cái gì của tao? Anh Minh. Hả? Anh Minh. Dừng tay lại đi anh Minh. Dừng tay lại đi. Muốn gì nữa hả? Hả? Em có sao không? Anh làm cái gì vậy? Say xỉn thì cũng vừa phải thôi chứ. Mày nghĩ mày là ai? Cô đau lòng lắm. Đó là bạn trai của cô hả? Tôi không nói chuyện với anh nữa. Mai Lâm. Ôi, chị Mai Lâm, chị có sao không? Chị không sao.
ông mà đụng vô bộ cọng tóc của cổ, tôi đập chết ông đó. Mày đập chết ai vậy? Hả? Mày quên đi không? Nè, buông tôi ra. Tao phải giết nó. Nếu không thì giết chết mày bây giờ. Nhanh. Mày sao lần nào mày về đây mày cũng đánh nhau gì gái là sao? Hả? Mẹ nó. Con nào làm vũ nữ đi cũng mất nết hết. Bồ bịch lung tung. Đi nhậu hết đêm đi. Đi theo tao chi vậy? Tao kêu mày núp đằng kia mà. Đi đi. Dạ dạ. Đúng vô. Chào đồng chí. Anh em đâu hết rồi, sao có mình em vậy? Báo cáo đồng chí, phó đội trưởng, anh em đang nghỉ trưa. Ờ à, vậy hả? Tội nghiệp không? Thôi đi ăn cơm với anh, đi. Cái gì mà ngại không biết nữa. Đi, đi ăn cơm với anh. Em đang trực. Để bữa khác em sẽ mời đồng chí phó đội trưởng đi ăn sao? À, vậy hả? Ờ, thôi vậy cũng được. Rồi nè, có cái quán nào ngon ngon ở đây mình chỉ cho anh coi. Đồng chí chạy xuống đây khoảng 500m, có cái quán Giường Bàn, chỗ đó nấu ăn ngon lắm. Ờ à, vậy hả? Ờ, thôi sẵn đi với anh luôn đi, anh mời mà. Dạ không được, đang giờ trực của em. À, vậy bỏ đi như vậy không được đâu anh. Theo nguyên tắc. À nè, anh nhớ hình như là giờ em có bầu mà, sanh chưa? Dạ sanh rồi anh. Sanh rồi. Chà, trai gái vậy? Dạ trai. Chà, ngon lành nha, giống em hay giống mẹ nó vậy? Dạ, báo cáo đồng chí, giống mẹ hơn. À, vậy là, thôi, chúc mừng nha, mẹ chọn con vuông là tốt. Dạ. Lập đưa thuốc đi. Hả? Đồng chí phó đội trưởng cũng biết, nội quy trong đơn vị là đâu có được hút thuốc đâu. À, bởi vì đây là phòng kho lưu trữ giấy tờ, nên là không cảm. Kho là không được thuốc. À, nè, nhớ nha, đầy tháng con em là phải nhớ mời anh đó. Dạ. Anh sẽ có món quà đặc biệt cho con của em. Dạ. Tiền của mày đây. Bắt ông có vẻ vui vẻ hơn cái lần đưa tiền trước cho tôi đó nha. Bởi vì mày làm tốt công việc cho tao mà. Làm ăn với tôi thì không ai lỗ lã hết. À, chừng nào thì anh em của ông mới tăng tiền tháng cho tôi đây? Mày nói cái gì tao nghe không rõ. Tôi nói là chừng nào anh em của ông mới tăng tiền tháng cho tôi. Tại sao tao phải tăng tiền cho mày chứ? Vì với số tiền ít ỏi như vậy không có đủ cho tôi chi tiêu hàng tháng. Rồi tiền của mẹ tôi đi bệnh viện cũng đủ hết rồi. Rồi tiền con Tiên, tiền con gái tôi đi học nữa. Ôi, đủ thứ hết. Đó là chuyện của mày, liên quan gì tới anh em tụi tao? Nói vậy sao được. Nè, về việc mày chi tiêu nhiều như vậy á, thì lương thưởng của mày có được tăng lên không? Không. Nhưng nguồn tin của tôi có lợi cho ông. Mà đặc biệt càng ngày các ông càng kiếm được nhiều tiền. Đấy, mày nên nhớ là anh em tụi tao kiếm được nhiều tiền không hẳn là do nguồn tin của mày không đâu nha. Nhưng mà có tôi thì tụi ông mới kiếm được tiền. Thôi được rồi, chuyện này tao sẽ đề xuất lại. Nè, cái vụ mà lấy hàng bị bắt ra sao rồi? Ngày mai sẽ có người đem ra điểm hẹn giao cho ông. Tốt, tiền đó tao sẽ giao tại chỗ, mua với giá 60% của thị trường. Ok, tôi biết. Cái này là kiếm thêm thôi, không có tính trong cái phần giao dịch làm ăn trước nha. Vô. Cái gì nữa? Mày bắt nhanh gọn lẹ 5 thằng này để cho công việc của tụi tao được suôn sẻ. Đối thủ của ông à? Đại loại là như vậy. Nói chung là tụi cho choi mới nổi lên đó mà. Tốt. Nếu như mà vì việc này tôi được tiền thưởng thì tôi sẽ khao cho ông một chầu. Cuối cùng thì thằng Trương Long này cũng được uống bia miễn phí của Cao Tùng rồi sao?
Ông nói quá đáng. Coi như bữa nay tôi đãi cái chầu câu cá này nha. Đồng chí cho gọi chúng tôi. Phải, hai đồng chí ngồi đi. Dạ. Có chuyện gì quan trọng với anh? Tôi muốn đồng chí Phương chuẩn bị chiến dịch truy bắt thật là quy mô. Bắt ai ạ? Bắt hàng chứ không phải bắt người. Theo nguồn tin mật báo, bọn buôn ma túy đưa một lượng hàng lớn vào thành phố này trước khi vận chuyển ra cảng để tuồn ra nước ngoài. Nguồn tin lần này có chính xác không anh? Chính xác. Tôi có thể lấy mọi thứ của tôi ra đảm bảo. Tôi còn biết cụ thể số lượng hàng lần này là 500 kg. 500 kg? Nhiều vậy sao anh? Vậy chúng ta có cần xin lực lượng nào hỗ trợ chúng ta đây? Bọn chúng có trang bị vũ khí và biết rõ án tử nếu bị bắt, nên sẽ chống đối tới cùng. Nhiệm vụ lần này thật là nguy hiểm. Vậy thì em sẽ đề xuất với cấp trên xin lực lượng cơ động để hỗ trợ cho mình. Cả cảnh sát khu vực và cảnh sát 113 nữa. Lần này quyết tâm sẽ tóm gọn bọn chúng. Đây, các đồng chí xem đây. Địa điểm này á là chúng vận chuyển hàng tới đây. Chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng, bắt hết số hàng này, đập tan hang ổ của chúng. Anh định khi nào thì hành động? 6 giờ tối mai. Và không cho ai biết ngày giờ cụ thể. Chỉ có lệnh sẵn sàng hành động ngay từ bây giờ. Tôi hiểu. Vậy được, tôi sẽ giúp đồng chí Phương làm các thủ tục còn lại. Dạ, cảm ơn anh. Chuẩn bị mọi thứ, tôi đang xuất kích. Ủa, anh nói đêm mai mà. Đêm nay phải cực kỳ cảnh giác cậu Tùng. Rõ, thưa sếp. Nhanh tay lên, bạn hết số hàng này bỏ cho thuộc, bỏ bên kia cho tao. Nhí đâu? Nhí. Dạ, qua đây. Anh kêu em hả? Gì anh? Tao mới nhận được tin sẽ có biến. Tối ngày mai cảnh sát sẽ có chiến dịch truy quét và tới đây kiểm tra. May cho anh em dọn dẹp sạch sẽ, gom hết số hàng, mang qua bãi rác của thằng Hào gấp. Nhanh lên. Dạ anh biết rồi, em làm liền. Tao sẽ gọi A Lý tăng cường người và xe, chở hàng đi cho nhanh. Nhanh lên. Dạ ok anh. Tụi bay nghe rồi đó. Anh làm kêu dọn lại lên. Nhanh lên. Dạ nhưng mà mới xé ra chưa kiểm tra mà anh. Trời ơi, nói sao nghe vậy đi, mình dời hàng đi mà. Dạ dạ. Dạ dạ. A Lý hả? À. Mày tăng cường người và xe qua đi đi. Chở tất cả số hàng qua chỗ thằng Hào gấp. Được rồi. Nhanh tay lẹ chân lên. Nếu không á, bể gì cả đám. Biết rồi. Vậy nha. Nhanh tay, nhanh tay đi. Alo, em nghe nè. Kêu hả? Em dọn dẹp sạch sẽ bên em. Ngày mai có người tới thăm đó. Nói sao thì làm liền đi. Đừng có khinh suất. Nhanh lên. Tôi sẽ lượng mày. Còn niêm phong của công an ở trong á, không tin thì mở ra coi. Tiền đâu? Cái gì? 60% giá thị trường mà có nhiêu đây hả? Tiền đô đó mày. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại. Anh đã bị bắt. Đứng lại. Đứng im. Anh đã bị bắt. Đừng chống cự nữa. Anh không thoát tội đâu. Sẽ theo tội chống người thi hành công vụ. Các anh là em mới được chứ. Chúng tôi đã theo dõi em từ hôm qua rồi. Gì chứ? Tôi chỉ làm theo chỉ đạo thôi. Chuyện đó thì em có thể viết vào bản tường trình. Các anh bắt làm người rồi. Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của phó phòng Cao Tùng thôi. Cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ. Chuyện gì? Công an tới kìa. Cô là cô Tiên phải không? Tôi là Tiên nè. Mấy người hỏi gì vậy?
Đây là lệnh khám xét. Chúng tôi yêu cầu cô hợp tác để chúng tôi khám xét toàn bộ căn nhà. Xét cái gì mà xét? Sao tự nhiên xét nhà tôi? Tôi làm gì bậy bạ mà mấy người xét nhà tôi? Cô là người nhà của ông Tùng. Chúng tôi có lệnh khám xét và niêm phong tất cả các tài sản của ông Phan Cao Tùng để phục vụ công tác điều tra. Đây là nhà riêng của tôi, không có liên quan gì tới ông Tùng. Không có xét xét gì hết. Chúng tôi có bằng chứng. Ông Tùng đã mua căn nhà này cho cô bằng số tiền bất hợp pháp. Mong cô bình tĩnh hợp tác để phục vụ cho công tác điều tra. Vậy sao mấy người không đi xét nhà ổng? Mắc chứng gì đi xét nhà tôi? Tất cả những người liên quan đến ông Tùng đều bị khám xét, kể cả nhà dì của ông Tùng. Trời ơi, cái ông này ổng đâu rồi trời? Sau đây chúng tôi xin đọc lệnh khám xét. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Lệnh khám xét nhà khẩn cấp. Rồi, xe tới kìa. Kêu đứa ra chỉ điểm cho xe đi. Rồi rồi. Alo, xe luôn. Rồi, xe luôn. Mấy đứa kia làm nhanh lên. Nhanh. Đi mày. Rồi, lấy hàng đi, xuống lên. Nào à, thằng này á, với lại thằng này á, là hai thằng khứa đứng của ông Kiệt á. Dạ. Ngon không? Giờ là tay đắc lực của ông Lâm. Dạ chào anh. Từ nha, cẩn thận. Bẻ tay lên. Kiệt đâu biết nhìn người á. Cẩn thận nha. Ê Nhí, hôm nay mày khỏe rồi ha? Khỏe khỉ khô chứ khỏe. Bây giờ phải dỡ hàng ra làm tiếp nè. Sao không đợi qua bên kia làm luôn? Thôi đi mẹ, bây giờ ráng tranh thủ làm càng sớm càng tốt. Qua bên kia xài quần. Tôi không muốn lậu xin. Cho tao bật hộp quẹt. Trời ơi, mày muốn chết hả mày? Cẩn thận chứ mày. Có chút chuyện làm cũng xong nữa. Chút chuyện làm cũng xong. Rồi xuống luôn. Cứ vậy hoài anh em tôi chết luôn quá. Thiếu ngủ hả? Không, căng thẳng. Hồi nãy xe này bị công an giao thông thổi, tim chạy lộn xộn, muốn nhảy ra khỏi xe luôn. Bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện cũng ổn mà. Ổn kỹ khô chứ ổn. Tôi á, ở trong thành phố, bây giờ tai mắt, mọi người nhìn ngó, đủ thứ chuyện trên đời để đối phó. Đâu phải sướng như ông đâu, ở trong rừng rú không có ai hết trơn á. Thôi, đi ra kiếm gì ăn. Ăn tối rồi để làm tới khuya nữa. Ê, nói từ đó cẩn thận, nhẹ tay giùm tao một cái. Dạ, khổ dạ. Quá. Nhanh tay lên. Lẹ tay lẹ chân lên tụi bay. Đừng có than nữa. Lẹ lên. Không có chuyện gì hết á. Nè nè nè, cẩn thận cho. Cho no, xong rồi. Chạy đi Nhi. Ngồi xuống đi. Cảm ơn. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Để cho người ta đợi từ nãy giờ vậy? Kêu tôi đến, có gì thì nói đi, nhanh lên. Tình hình ở nhà sao rồi em? Má anh sao rồi? Hôm qua bà lên tăng xong, đi bệnh viện cấp cứu rồi. Còn con bé con của anh, nó khỏe không em? Có ăn uống đầy đủ không em? Anh khỏi phải lo đi. Con anh á, nó ăn như heo, khỏe như voi vậy đó. Vậy cũng mừng. Tâm sự nhờ em lo cho nó giúp anh nghe. Tôi lo cho nó mà được hả? Nó đâu có chịu tôi lo. Nó đang đòi qua ở với bà nội nó kìa. Ủa, sao em nói là má của anh tăng sông máu, nằm bệnh viện mà. Thì đó, bây giờ nó qua đó đặng hành cho bà chết luôn hay gì. Vậy đâu có được. Em làm ơn lo cho nó giúp anh nghe. Cái gì? Tôi lo cho nó hả? Anh nghĩ sao vậy? Tôi còn có tương lai của tôi nữa chứ. Chẳng lẽ tôi ở dậy nuôi con anh hả? Nè, anh tính cách khác, gửi nó cho ai thì gửi đi, đừng có trông chờ vào tôi.
Em làm ơn giúp anh giùm đi. Tình hình là anh ở trong này lâu lắm đó. Nè, anh kêu tôi tới đây để nói chuyện đó thôi phải không? Vậy tôi trả lời anh là không được nha. Xong rồi hả? Thôi tôi đi à, bận rồi. Em đi đâu vậy? Tôi phải kiếm cách cao chạy xa bay khỏi chỗ này, biến mất đi. Chứ không lẽ để người ta điều tra thêm, người ta lôi tôi lên hỏi cung hả? Thế em biết là trong lúc đang điều tra mà em bỏ đi như vậy, họ sẽ truy nã em đó. Trời, thì kể đi, chừng nào phát lệnh truy nã tính. Còn bây giờ thì tôi phải lặng à. Anh tự lo cho bản thân anh, lo cho mẹ anh và con anh đi. Tất cả những nguồn tin về vụ buôn bán heroin cho các vũ trường quán bar đều nằm ở trong đó. Vậy bây giờ anh tính sao? Anh cũng không biết nữa. Hay là em cứu con anh giùm nha, đừng để nó bơ vơ. Anh xin em mà, làm ơn đi, làm ơn cứu giùm con anh đi mà. Anh xin em, cứu giùm con anh đi mà. Thôi được rồi, em sẽ mang bé về nhà chăm sóc. Nhưng mà anh phải viết giấy ủy quyền để cho em có quyền chăm sóc bé. Còn về phía mẹ của anh thì đã có bên công đoàn chăm sóc bác rất là chu đáo. Bệnh tình của bác cũng đã khá hơn, nên anh đừng có lo lắng quá. Anh cảm ơn em. Không, em chỉ giúp anh được tạm thời. Còn về lâu dài, em nghĩ là anh nên liên hệ với bà con để chăm sóc bé cho tới khi bé trưởng thành. Gia đình của anh đơn chiếc lắm. Mẹ của anh chỉ còn bà chị đơn thân, mà tuổi thì cũng gần đất xa trời rồi. Nếu anh đã biết kết cục như vậy thì tại sao anh còn lao đầu vào? Bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu trách nhiệm với người thân, anh biết không? Thật sự anh cũng đâu có ngờ là kết cục lại bi thảm đến như vậy. Cái này là cái gì đây? Tôi đâu có biết đâu anh. Ở quán mà tôi đâu có biết đâu. Tôi đến đây vui chơi lành mạnh mà. Mời mọi người đứng lên. Giấy tờ của anh đâu? Giấy tờ của anh đâu? Yêu cầu anh xin giấy tờ. Chị ơi, cho gọi nhờ điện thoại cái đi. Cậu muốn gọi điện thoại di động hay điện thoại bàn? Đây nè. Cậu cứ gọi đi, 5.000 đồng một phút. Alo, tao mình nè. Mày nghe đó, mày có sao không? Không sao, vẫn sống tốt. Mày đang đâu vậy? Ra kề sang ngã sau đón tao đi. Được rồi, chờ tao. Ra nha. Nhiêu tiền? 25.000 cậu. Rồi thôi. Rồi, cảm ơn cậu.
Có thể nói đây là đợt càn quét mạnh tay nhất từ trước đến nay tại các vũ trường, quán bar. Lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm này. Đặc biệt trong đợt càn quét này, lực lượng công an đã tóm gọn một cơ sở chuyên vận chuyển và tàng trữ ma túy với khối lượng lên đến 500kg heroin. Lực lượng công an đã tóm gọn nhiều đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm. Tại sao xảy ra cớ sự như vậy? Trong hành động càn quét lần này, lực lượng công an Em tắt làm gì? Mở lên cho anh. Mở lên. Bình tĩnh đi. Bây giờ có đốt cái nhà này cũng không thể tìm ra được vấn đề. Đứa nào? Chắc chắn là trong nội bộ này có đứa bắn tin ra ngoài. Là đứa nào? Nó có khả năng là đứa nào có thể làm ra chuyện này? Chuyện này khó nói lắm, phải rà soát lại toàn bộ mới được. Đừng để anh tóm cổ được thằng này nha. Anh mà tóm được nó, chắc chắn anh không để cho nó chết toàn thây đâu. Anh à, anh bình tĩnh đi. Điều cần làm trước tiên á không phải tìm kẻ này. Vậy thì sao? Mà phải sắp xếp việc cho đám đàn em chưa bị bắt kìa. Em nói đúng. Dựng quá mất khôn. Đừng ngu. Quỷ Hải hả? À Hải Ly, có chuyện gì vậy? Mày lập tức bắn tin của tao đến thằng Lý và thằng Minh Dế, bảo tụi nó giải tán hết đám đàn em cửu vạn ở biên giới, nằm vùng yên ắng một thời gian cho tao. Có chuyện gì không? Chuyện dài lắm, nhưng là chuyện lớn. Sao? Có chuyện gì hả? Đám đàn em thằng Lâm bị bắt hết rồi. Hả? Tại sao vậy? Từ từ tao nói mày nghe. Cứ làm theo lệnh của tao đi. Được rồi. Suy nghĩ kỹ lại đi. Chuyện này có thể là đứa nào làm? Đứa nào làm? Thằng nào con nào? Cho anh một cái tên. Cho anh một cái tên đi. Chuyện này khó nói lắm. Chúng ta phải có thời gian để lần ra nó. Thời gian. Tụi mình giống như đang làm trò hề cho tụi công an vậy. Chứ ông không thấy tụi này ngồi xếp lớp ở phục sân khấu như vậy là làm trò hề rồi còn gì? Bàn ghế bị đổ bậy mẹ nó hết từ hôm bữa bị bố ráp rồi còn gì nữa. Thì tại lúc đó mạnh ai nó chạy tứ tán, rượu ngoại á thì đổ bể linh láng, chưa kể á có người hôi của đó chứ. Lung là phước bất trùng lai, quả vô lương chi mà. Mày nói đúng. May mắn á thì không bao giờ có hai lần, mà tai họa thì không bao giờ đến một lần. Đã ăn đầu thấy mẹ á mà tụi bay đứng làm thơ. Mọi chuyện sao rồi? Làng em của ông bị bắt hàng hà sa số, lo mà tẩu tán mọi thứ đi, chứ lẽ tụi nó khai ra là sẽ có hại lắm. Chuyện đó tôi đã tính rồi, ông không cần phải lo. Sao? Chuyện trên trường của ông như thế nào? Ông Hùng lệnh rằng là đám đàn em giải ngũ, nằm dùng yên ắng một thời gian đi. Quan trọng là được bao lâu, chứ lẽ tụi nó đi tìm việc khác, sau này cần chiêu tập lại thì khó mà yên ổn trở lại. Thầy Lâm, làm đi cho tỉnh ngủ đi. Thôi, do mất ngủ hút đó vô càng mệt thêm. Tình hình của tao á cũng có khả quan gì đâu. Mấy bữa nay cho mấy thằng lính đường thủy của tao nghỉ hết rồi. Có đứa nó báo là có người xuống muốn kiểm tra hàng hóa máy móc, ai ngờ bị hút mẹ trên kho rồi, còn kiểm kiếm gì nữa. Tôi nghĩ là trong nhà của mình có nội gián.
phải rồi. Tao sẽ không để cho ông Hùng nổi giận lên đâu. Bằng mọi cách tao phải bắt nó lôi cái mặt chuột ra. Có thể nói đây là đợt càn quét mạnh tay nhất từ trước đến nay tại các vũ trường, quán bar. Lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm này. Đặc biệt trong đợt càn quét này, lực lượng công an đã tóm gọn một cơ sở chuyên vận chuyển và tàng trữ ma túy với khối lượng lên đến 500kg heroin. Tốt cho tiêu quá. Mày nghe cái này hoài, nghe cả đêm không chán hả? Mày có nghĩ là ông Hùng sẽ điên đầu lên vì vụ này không? Chắc chắn. Kỳ này ông sẽ xuất hiện. Bây giờ làm sao đây? Để tôi về gặp ông Lâm trước. Mày nói cũng phải. Tính hay đó. Mày lấy xe bà Hồng đi cả đêm và bà không nói gì hả? Tao cũng chưa biết nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên tao làm như vậy. Cẩn thận nha. Ông Tài á, ông đa nghi, mà ông Mát không thua gì ông Hùng đâu. Tao hỏi nè, làm sao mày thoát được khỏi trận càn quét vậy? May mắn thôi. Lý do không thuyết phục. Mày nói như vậy, đàn em của ổng á, ngay cả tao nữa cũng nghĩ mày là nội gián đó. Tao biết chứ. Thì dứt khoát lần này tụi nó sẽ tìm cho ra thằng nội gián. Nhưng mà thằng đó không phải tao. Mày nói như vậy không thuyết phục mấy ổng đâu. Kiểu gì mấy ổng cũng tìm cho ra. Chứ bây giờ làm sao? May mắn thì nó là may mắn thôi. Hên xui. Mấy ông đó mà hỏi tới là mày chết chắc. Không lo nghĩ thêm vài lý do nữa đi. Bà Hồng gọi. Dạ em nghe chị Hồng. Cậu đang ở đâu? Cậu về đây gấp. Tôi có việc quan trọng cần giao cho cậu. Dạ 10 phút nữa em về tới. Tốt. Chở tôi qua chỗ ông Lâm rồi muốn đi đâu thì đi. Anh đừng có lo mà. Nếu thông tin của A Hải chính xác thì việc tìm ra tên nội gián chỉ trong vòng một vài ngày thôi. Anh đâu có lo chuyện đó. Anh đang tính là phải xử thằng đó thế nào khi mình nắm đầu được nó. Sao chứ, chưa bắt được người mà đã nghĩ cách trừng trị rồi. Nghĩ chứ. Làm sao cho há cơn giận bị mất tiền, mất hàng, mất uy tín, thậm chí mất cả địa bàn khi không có hàng giao cho đối tác. Chuyện đó từ từ tính đi. Anh đừng nóng quá mà. Bây giờ mình phải chuẩn bị mặt mũi thật tao nhã để đi gặp quan chức làm ăn nữa chứ. Có ngày này ngày khác đi. Không lẽ gặp bọn nó suốt ngày cứ phải tươi cười, giữ bộ mặt hiền lành hoài sao? Cái bọn này phải tập làm quen với bộ mặt độc ác của anh là vừa. Thôi cho em xin đi. Anh làm quá tụi nó sợ chạy mất dép. Không ai quan hệ với anh nữa đâu. Cục cưng của em tới kìa. Hôm nay tôi đi với ông nhà. Cậu không cần phải lái xe nữa đâu. Dạ. Nhiệm vụ quan trọng kỳ này chúng tôi muốn cậu làm cho tốt. Và nhanh chóng tìm ra tên nội gián đang nằm trong tổ chức. Cậu sao vậy? Không, tôi không sao. Tôi thấy cậu có vẻ giật mình khi tôi nói đến chuyện này. Thì tôi đọc báo tôi cũng đoán ra mà. Theo cậu, kẻ đó có thể là ai? Theo tôi nghĩ đó phải là một đàn em thân tín ở cấp cao. Chứ mà lóc cóc len keng không làm được chuyện này. Suy luận tốt lắm. Nhiệm vụ của cậu là trong vòng 3 ngày phải điều tra ra nó và mang nó về đây cho tôi. Nhưng mà tôi phải bắt đầu từ đâu? Bất cứ nơi nào, cho dù nó là ai cũng phải mang về cho tôi xử lý. Cho dù kẻ đó là thằng Hào, A Lý hay thằng Lâm. Ví dụ như vậy thôi. À, sẵn tiện tôi nói luôn cho cậu biết chuyện này. A Hải đã mua được thông tin tối mật từ bên kia rằng tên nội gián do cảnh sát quốc tế cài vào tổ chức. Nghe nói hắn làm việc ở đây đã 3-4 năm rồi.
Không lẽ là thằng Minh Dế? Nói nhanh lên. Mày nói không? Mày là nội gián của thằng nào? Mày không chịu khai hả? Không chịu khai hả mày? Mày có nói không? Anh ơi, em không biết, em không có. Không có hả? Tao hỏi lần cuối, có chuyện nói không? Em thề với anh, em không có biết gì hết. Mày, mày tưởng mày nói vậy tao tin mày hả mày? Tin mày hả mày? Mày, tao hỏi mày lần cuối, bây giờ mày có khai thế không? Mày sẽ lét vậy? Thì tao lo cho mày thôi. Sao lại lo cho tao? Không có gì. Thằng nào bị treo vậy? Mày là nội gián của thằng nào? Em không có. Mày không khai hả? Đừng có đánh nó nữa. Anh phải có bằng chứng thì mới xử nó được chứ. Tôi lo lúng lo lắm. Khoan xử vụ này là phải có bằng chứng thì tôi làm em nó mới phục. Ông còn quên cái vụ thằng Cao Tùng hả? Phải rồi, mình phải bịt cái miệng nó lại. Nếu không nó sẽ tiếp tục tiết lộ bí mật của anh em mình. Cái vụ này cứ giao cho thằng Minh Dế em của tôi làm đi. Bắt nó im miệng thôi chứ gì. Dễ mà. Anh, thằng Dế trong chuyện tình nghi à? Không phải chuyện của mày. Thả nó ra. Dạ. Mày chỉ cần biết mày thoát khỏi dòng nghi vấn là vì mày mới gia nhập chỉ hơn một năm thôi. Làm cái gì mà nhìn vô đồn công an hoài vậy cha? Bộ muốn vô đó hả? Coi chút thôi. Đồn công an có gì đâu coi. Thì ngồi coi không được. Không lẽ bây giờ tôi vô tôi ăn trộm ăn cắp đồ ở trỏng sao mà hỏi. Nhìn cái tướng của cậu cũng giống lắm mà ha. Giống giang hồ á. Thôi chú ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây để con nói cho. Làm gì chứ? Ngồi xuống đây con nói lý do cho chú nghe. Thiệt á. Nhưng mà làm gì? Làm đi nước chơi. Thôi, tôi không muốn đâu. Dạ. Chú biết sao không? Chú xích lại đây. Có chuyện gì thì nói đi. Tại vì con đang làm phim. Con sắp quay cái cảnh có đồn công an. Vậy hả? Mà nhỏ lớn á, đâu có bao giờ vô đồn công an lần nào đâu biết. Vậy hả? Nên phải cận một sở tại vậy nè. Quan sát vậy là tốt đó. Làm phim cho đúng rồi nha. Mai Lâm, ủa anh Kiệt, cho anh vào nhà một chút được không? Anh có chuyện cần nói với em. Anh vô nhà đi, chị Kiều đi mua thuốc chưa về. Ủa, sao Kiều lại ở đây? Chị mới dọn tới đây mấy ngày thôi, chị nói là có chị có em cho vui. Anh vô nhà chơi. Thôi được rồi. Anh nói nhanh thôi xong anh về. Mai Lâm à, bên em cài người vào làm nội gián là ai vậy? Sao hôm nay anh lại nói với em chuyện này? Thì anh đã nghe em nói lâu rồi, nhưng anh cần biết chính xác người đó là ai. Em nói đi. Người đó khó khăn lắm mới trà trộn vào hàng ngũ của nhà họ Trương. Nhưng mà Trương Hùng tới giờ vẫn bật vô âm tính.